Vô đây quan sơ quá. Vô đồng ruộng mênh mông này có ma thọ thọ đầu ra chắc xỉu luôn cả nhà. Giờ nó thăm câu với mình nha cả nhà. Giờ mình có cắm mấy cái con câu đây nè, giờ mình đi thăm nha cả nhà. Như này luôn hả? Tôi đây mấy đường. Đi theo mình cả nhà. Giờ này cũng gần 9 giờ rồi. Ừ. 9 mấy rồi. 9 mấy. Thăm câu hơi khuya. Mấy con. Chú cũng gần thu hoạch rồi nữa nha. Có nhiều đều thì qua qua bờ bé kia. Ừ, mấy sao đi Phu? Mấy rồi, mấy rồi, mấy rồi, không? Mà chiều đi làm gì không có quay kịp cái thời gian đi cắm và cái thời gian đi gỡ chứ lần kéo luôn bốn thằng đi về cua chắc này cua thì nhỏ quá dính. Dính nào cả nhà. Dính nào. Ủa. 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 Ngon quá trời nè. Con cá lóc rồi. Sửa lại dính thịt. Nãy sửa được không? Ừ. Ừ, một con cái nha. Không rồi. Một con. Rồi. Hết đầu nữa. Mình chưa có mấy cân nha. Bốn chục. Cấm mồi nhái này lâu lâu đi gỡ được chứ cấm mồi dế gì gỡ liền. Mồi dế mồi trùng nó mau hết lắm. Mồi dế mồi nhái vậy đâu. Mồi nhái vậy đâu. Đã tao gỡ vậy thì mồi kia nó mới dính con sữa. Nhái. Mất nhái thì mình biết. Cái này có cò hết ta. Thường còi cái này nó ngủ trên đây nè. À, chuột cò. À. Đâu? Đấy, cò. Đó. Kiến không đâu. Hồn kiến. Nổi. Hồn kiến. Kiến trên cò không cả nhà. Bộ kia này đọc. Bộ kia này. Ừ, thấy là bộ kia này có cò. Cò nhóc chứ. Bông lúa quá trời luôn. Lúa lúa này mà miếng này trúng lắm mà cả nhà. Mùa này nó trúng lắm mà. Quá trời. Lúa hàng nặng chịu luôn cả nhà.
khoảng chừng 3 tuần nữa là thu hoạch rồi. Thì có nửa tháng, tháng nữa thu hoạch rồi đó nha. Hơn nửa tháng nữa, hai ngày nữa. Có 40 cần câu mà 3-4 anh em đi thăm quá trời luôn. Đi về em mới vui. Sớm sớm rồi. Buồn cốc. Chú cốc vàng quá ấm. Ừ, bữa nay. Sảy rồi. Sảy rồi, thấy cần đứng sững rồi kìa. Sảy rồi. Hết màu sảy rồi nha. Nhái bay trời. Hai cái giớn này. Thì bữa mình đi dở giớn kiếm tép thôi. Mới đi cắm xa xôi quá cả nhà. Vô đây quan sơ quá. Vô đồng ruộng mênh mông này có ma thò thò đầu ra chắc xỉu luôn cả nhà. Đó thấy gì không? Bùn nhìn, nó là bùn nhìn đó. Bùn nhìn. Ừ, nó không bùn nhìn đó. Này đó rồi thấy con bóng đuổi chim. Cười như đứa, đứa, ai đứng. Hả? Đó làm gì vậy? Thôi nhìn đó. Hả? Bùn nhìn để đuổi chim đó. Có ai đi thôi cho nhái đằng kia cả nhà. Thấy có đèn nặng. Cái bò này nó nước nó ngập đấy nha. Bò này nước chết mình nháy nháy mấy con quá trời luôn không. Ui, dính dính rồi cái ai? Cái nhanh nha, dính dính còn người ha. Cái gì, cái gì, cái gì? Ôi thế này. Ừ, lóc nữa cả nhà. Nhỏ. Cũng lả tức. Nhỏ hơn con nãy, cũng cỡ cỡ đó. Cái lóc đồng giờ đâu có bự được. Mùa này chưa đó vậy. Không lả tức. Chèn chèn. Cỡ đó là ăn được rồi. Cái lóc. Để thì lò mồi ở đây có lò mồi thì thấy không? Lò mồi, cái này lò mồi. Thường lò mồi có lương đó ta. Có con bự đem đi nhà. Có lóc cái kia. Cái dính ngay từ đầu tiên nãy. Cái lóc đồng giờ 300 g hiếm á. Hiếm hơn hiếm á. Nó táp nhá vậy đó mà không dính được. Không. Sợ cái con á. Sợ cái con nó táp chung cái lự nó bỏ. Chứ cái con đâu ghẻ được nhá đâu. Cái gáo rồi chưa. Hồi gáo xưa. Xưa nó cao lắm, bây giờ nó bị cỡ cưa ngang gì á. Cái gáo huyền thoại đó. Kìa quay cái gáo, gọi đèn quay cái gáo. Đó cao lắm. Cao lắm giờ. Rồi ta cắt ngang. Cho đốn á. Người ta cắt ngang xong rồi nó lên tược lại. Giờ mày thăm, nãy giờ thăm cũng đôi dính được hai con đó nha. Chích được hai con à. Giờ mình thăm mới thông mình về nha cả nhà. Chích hai con à. Được. 40 cân. 40 cân được hai con.